Xin chào mọi người cùng quay trở lại với channel của Sao Crypto. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần ngày 18 tháng 3 năm 2023. Thì hiện tại thì chúng ta đã bước vào thứ bảy là cuối tuần rồi. Thì trong một ngày vừa qua thì BTC có những cái sự đột phá về đường giá rất là tích cực ha. Và hiện tại thì BTC đang dao động ở mức khoảng là 27.400. Và nếu mà chúng ta quay trở về với lại cái biểu đồ của overview thì mọi người thấy là trong thời gian qua khi BTC đã có những sự đột phá về đường giá rồi thì những cái đồng altcoin của chúng ta thì có những cái sự phục hồi rất tích cực đúng không? Có cái đồng MAX thì tăng lên đến khoảng là hơn 40%, FTM cũng tăng khoảng là 19%, DEDIS cũng tăng 17%. Và mình thấy là ngày hôm nay sau khi BTC đã đóng đến ngày ha thì các đồng altcoin thì có những sự phục hồi rất tích cực. Thì mình hiện tại thì mình đang nói là những cái đồng thuộc dạng coin top thôi. Còn những cái đồng thuộc dạng như là low cap thì mình thấy là sẽ có những đồng có những cái sự tăng trưởng rất là mạnh chỉ trong một thời gian ngắn ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ là điểm qua những cái gọi là cái thông số quan trọng của thị trường, ví dụ như là vàng đi. Thì trong thời gian qua thì thị trường của chúng ta cũng đón nhận một thông tin là ngân hàng Silicon Valley Bank á, thì trước đó thì nó có thông tin là nó đóng cửa ngân hàng đúng không? Nhưng mà ngày hôm qua lại có thông tin là cái ngân hàng Silicon Valley Bank thì nó đã chính thức gọi là nộp đơn xin phá sản rồi. Và cái thông tin này tác động đến gọi là cái đường giá của vàng ha. Mình thấy là cái thông tin tác động đến đường giá của vàng là mạnh nhất ha. Thì khi mà gọi là ngân hàng sụp đổ thì những nhà đầu tư họ sẽ có xu hướng dịch chuyển tài sản của họ, đầu tiên là sẽ sang vàng ha. Đầu tiên sẽ sang vàng. Còn đương nhiên BTC của chúng ta thì mọi người thấy là cũng sẽ nhận được gọi là cái sự ảnh hưởng khá là tích cực đúng không? Và mọi người thấy là vàng trong những thời gian qua thì nó đã có những sự phục hồi và gia tăng rất là mạnh ha. Thì trước đó ở những khoảng thời gian trước ạ thì mình cũng đã nói rồi, thì vàng thì cái view của mình thì nó sẽ hướng đến những mốc như là 2.000 đô mọi người ha, 2.000 đô. Và hiện tại thì nó cũng đang có những sự gia tăng là mình thấy là rõ ràng nhất là trong một ngày hôm qua khi mà thông tin của ngân hàng SVB sụp đổ đó và ngân phá sản đó, thì mọi người thấy là ngày hôm qua là một ngày là cái đường giá của vàng có những sự gia tăng rất là mạnh đúng không? Trước đó thì mình cũng đã nói rồi, thì trong cái tuần vừa rồi đó thì cái quỹ SBDR đó thì họ cũng đã mua lên đến khoảng là hơn 11 tấn vàng ha. Những cái ngày gọi là những cái ngày bình thường thì họ chỉ mua khoảng tầm là 2 đến 3 tấn vàng thôi. Nhưng mà trong thời gian qua thì mọi người thấy là quỹ SBDR thì họ liên tục mua thêm một số lượng vàng rất là lớn. Và cũng như là mình cũng đã cập nhật những cái thông tin, ví dụ như là Fed thì trong thời gian qua thì họ cũng đã mua thêm những cái số lượng tài sản của họ ở trong bảng cân đối kế toán lên đến tận khoảng là 300 tỷ đô la. Thì những thời gian trước thì họ chỉ mua lên đến khoảng tầm là mấy chục tỷ thôi, là mình thấy là nhiều rồi ha. Nhưng mà trong thời gian qua thì Fed họ mua lên tận là 300 tỷ đô la. Và mọi người thấy là những cái gọi là nhà tạo lập của thị trường đúng không? Gọi là những cái cá voi của thị trường, họ trong thời gian qua thì họ mua một số lượng tài sản vào rất là lớn và làm cho gọi là vàng cũng như là BTC của chúng ta thì cũng được hưởng lợi rất là nhiều từ những cái thông tin về gọi là kinh tế vĩ mô ha. Thì tiếp đến thì chúng ta cũng sẽ là xem về những cái thông số quan trọng của thị trường ở trong thị trường crypto của chúng ta, ví dụ như là total là tổng vốn hóa thị trường. Thì như mình đã nói rồi ha, thì nếu mà trường hợp mà total nó vượt qua được cái mốc khoảng là vốn hóa khoảng tầm 1.000 tỷ đô la, và nếu mà trường hợp nó vẫn giữ được ở trên cái khu vực này đó, thì mọi người sẽ thấy là các đồng altcoin có những cái sự phục hồi rất tích cực. Tại vì sao mà nói như vậy? Tại vì rất là nhiều ở trong những thời gian trước đó rồi thì cái vùng 1.000 tỷ đô la được xem như là một cái vùng gọi là key level quan trọng của thị trường ha. Nếu mà trường hợp mà total mà nó nằm trên được cái vực này đó thì mọi người sẽ thấy là những cái đồng altcoin nó sẽ được bơm từ hệ này sang hệ khác, tương tự như ở những thời gian trước ha. Và hiện tại thì mình thấy là gọi là cái total là vốn hóa thị trường thậm chí là nó đã vượt qua khỏi những cái gọi là cái giai đoạn quan trọng của nó ở trong những thời gian năm vừa rồi đúng không? Năm vừa rồi thì mọi người thấy là trong năm 2022 đó thì mình chưa nói, mình nói là sau cái vụ sụp đổ của Luna ha, thì trong năm 2022 thì chúng ta có giai đoạn là tháng 8, thì lúc đó là cái bản cập nhật của The Merge đó, thì nó làm tạo ra một cái cú hích khá là lớn của thị trường trong những thời gian đó đó. Và mọi người thấy là ETH nó cũng tăng từ ở những mốc như là 800 đô thậm chí là lên đến khoảng tầm 2.000 đô ha. Và trong thời gian đó thì thị trường chúng ta thì nhận được gọi là cái sự gọi là kích cầu từ cái bản cập nhật của The Merge của Ethereum ha, rất là lớn. Và hiện tại thì gọi là tổng vốn hóa thị trường là total thì nó cũng đang tiến đến những cái mốc gọi là ATH ở trong những khoảng thời gian như là nửa đến cuối của 2022 ha. Và hiện tại thì mình thấy là cái xu hướng của thị trường thì nó đang khá là FOMO, đang khá là tích cực. Và tiếp đến thì chúng ta cũng sẽ là xem về một số những cái thông số quan trọng, ví dụ như là BTC Dominate ha, là Bitcoin Dominate á, là cái thị phần của BTC đó. Thì trước đó thì mình cũng đã nói rồi, thì khi mà gọi là cái gọi là cái thị phần của BTC nó tăng lên đến những mốc như là 44% thì chúng ta cái vùng này thì chúng ta cũng quan sát nếu trường hợp nó cũng sẽ có hai cái xu hướng, một là sẽ nó sẽ boom lên, nó boom lên. Và mọi người thấy là nếu trường hợp mà boom lên á
BTC Dominion boom lên trong những thời gian đó và kèm theo gọi là BTC tăng, thì mọi người sẽ thấy là các đồng coin sẽ có những sự điều gọi là cái sự gia tăng mạnh ha. Và cái trường hợp hai thì mình cũng đã nói rồi, nếu mà trường hợp mà thị phần của BTC thì nó giảm mà BTC giảm hoặc là nó sideways thì các đồng coin sẽ có những sự hút máu rất là lớn. Nhưng mà trong những thời gian vừa rồi thì mọi người thấy là gọi là cái mô dịch chuyển của thị phần của BTC ở trong những thời gian qua thì nó tăng khá là đẹp đúng không? Và nếu mà chúng ta mở rộng hơn một chút xíu là chúng ta xem về khung tuần của BTC á, thì hiện tại thì thị phần của BTC thì nó đang ở mức khoảng là 46%, và cái vùng quan trọng của nó sẽ có thể nó sẽ đạt được ở trong những thời gian tới là sẽ ở cái mức khoảng tầm 48% nếu mà trường hợp mà thị phần của BTC tăng lên đến những mốc như là 48% và kèm theo đó là BTC tiếp tục gia tăng lên đến những mốc có thể như là khoảng là 29.000 đô hoặc thậm chí là 30.000 đô, và sau đó thì BTC quay ở trong cái phạm vi đó đó. Và trường hợp mà thị phần của BTC tăng lên đến những vùng 48% và nó điều chỉnh xuống đi thì mọi người sẽ rất có thể sẽ thấy là altcoin season của chúng ta nó sẽ bùng nổ trong những thời gian tiếp theo ha. Thì quan trọng nhất là mọi người, những cái đồng altcoin mà có những sự gia tăng mạnh hay không á, thì một một trong những cái điều quan trọng á, thì mọi người sẽ phải là xem gọi là cái về cái thị phần của BTC trong những thời gian sắp tới ha. Thì tiếp đến thì chúng ta sẽ xem về gọi là cái đường giá hiện tại của BTC là cái biểu đồ quen thuộc. Thì đầu tiên mình sẽ xem ở khung tuần ha. Hiện tại là cũng đang ở mức gọi là khoảng tầm là thứ bảy rồi, thứ bảy là hôm nay là cuối tuần rồi, thì khoảng tầm là 2 ngày nữa thì BTC sẽ đóng nến. Tuy rằng là khoảng tầm là 2 ngày nữa BTC mới đóng nến đúng không, nhưng mọi người thấy là cái nỗ lực ở trong những khoảng thời gian vừa rồi ha, thì nó đang gọi là có những cái sự hài hòa về mặt nỗ lực cũng như là kết quả. Tại vì sao mà nói như vậy đúng không, thì mọi người thấy là trong khoảng thời gian như là một tuần vừa rồi thì nếu mà chúng ta xem về cái nến đi thì rõ ràng thì nó đã có những cái sự gọi là mọi người thấy là cái nến tuần ở trong những tuần này tuần vừa rồi đúng không, mọi người thấy là nó đã cao hơn rất là nhiều so với lại những cái nến trước đó, kể cả những cái đợt gia tăng của BTC từ ở những mốc như là 16.000 lên đến những mốc hiện tại đúng không, và kèm theo đó là mọi người thấy là cái nỗ lực của BTC là vol nó tiếp tục tăng ha. Nếu mà trường hợp mà gọi là cái đường giá của BTC nếu mà nó tăng nhẹ lên đến những mốc khoảng tầm là 26.000 á và vol gọi là thấp ha, hoặc là thậm chí vol giảm thì mình sẽ đánh giá đó là gọi là cái sự gọi là có sự không có hài hòa về mặt nỗ lực với kết quả ha. Nhưng mọi người thấy là hiện tại thì nỗ lực và kết quả thì đang cho thấy được rằng là cái sự hài hòa nè, nên mình đánh giá là một cái đà tăng đẹp ha. Thì hiện tại thì nếu mà trong khoảng thời gian như là khoảng tầm thứ hai tới đi thì nếu BTC chỉ cần đóng nến ở trên cái giai đoạn khoảng tầm là 25.000 ha, 25.000 nếu mà đẹp nữa hơn nữa thì khoảng tầm là trên 26.000 thôi, thì mọi người sẽ thấy là trong những thời gian tiếp theo thì thị trường chúng ta sẽ nhận được cái sự chú ý ha, có nghĩa là cái sự FOMO tiếp tục được tăng trưởng trong những thời gian sắp tới. Thì tiếp đến thì chúng ta sẽ xem về khung ngày của BTC ha. Khung ngày của BTC thì nó cũng đã đóng một cái nến ngày là cái nến Marubozu ha. Cái nến Marubozu là một cái nến thể hiện cái sự áp đảo gọi là của một bên. Ở bên đây là hiện tại là bên đây là bên bên mua mọi người ha. Mọi người thấy là cái nến Marubozu thì có thể nó sẽ không có râu nến luôn ha, hoặc là nếu mà có thì nó cũng sẽ hình thành những cái râu nến khá là nhỏ ha. Thì đây là cái nến ngày vừa rồi thì mình đánh giá là một cái nến Marubozu có một cái áp lực mua rất là mạnh ha, và cũng kèm theo gọi là cái vol của nó ha, vol của nó có những sự gia tăng ở trong những thời gian vừa rồi, chứng tỏ rằng là khi đường giá của BTC tăng lên đến những cái vùng gọi là key level quan trọng đi, là key level quan trọng là cái mức giá khoảng là 26.000 ha, 25 đến 26.000 trong thời gian qua, thì kèm theo vô lớn thì mình đánh giá là một cái nỗ lực có những sự hài hòa về mặt kết quả. Thì để mà nói là xem, chúng ta sẽ xem về gọi là những cái khung nhỏ của BTC ha. Thì trước đó thì mình cũng đã nói rồi, thì BTC trước đó thì nó cũng hình thành gọi là cái mô hình tam giác mọi người ha. Mô hình tam giác thì mình cũng đã nói ha, thì ở những thời gian trước đó thì mình cũng đã vẽ ra một cái mô hình tam giác của khu vực này ha. Đây đây ha, trước đó thì mình cũng đã nói rồi, mình cũng vẽ một cái mô hình tam giác, mình cũng đăng ở trên nhóm Telegram. Mô hình tam giác đây là một mô hình tam giác tăng bằng chứng rằng là cái đáy sau thì nó lại cao hơn so với lại là cái đáy trước ha. Tuy nhiên rằng là lúc đó thì nó cũng gặp một cái khu vực kháng cự là cái mức khoảng tầm 25.000 ha, gọi là đáy sau cao hơn đáy trước, thì chứng tỏ rằng là phe mua gọi là ở đây là phe bò đó, mọi người thấy là nó nỗ lực nó đẩy giá lên đúng không. Nhưng mà mình cũng đã nói rồi, ở trong những thời gian đó thì mặc dù rằng cái xu hướng của BTC là xu hướng tăng, nhưng mà chúng ta cũng phải là chờ đợi những cái sự xác nhận tiếp theo tại vì là khi BTC nó di chuyển lên đến những cái vùng như là 25.500 đến 26.000 thì ở khu vực này là một hình thành, mình thấy là mình hình thành một cái dãy tường bán khá là mạnh ha. Và mọi người thấy là sau đó thì BTC liên tục ở gọi là trong những khung ngắn hạn đi thì nó liên tục tạo ra những cái gọi là cái đáy sau cao hơn đáy trước đúng không,
cũng như là đỉnh sau cao đỉnh trước ha. Thì nếu mà chúng ta xem về những cái khung ngắn hạn là khung bắt một trong những thời gian qua đó, mọi người thấy là nó tạo ra những cái high low ha. Thì theo như lý thuyết down là đáy sau cao đáy trước cũng như là đỉnh sau cao đỉnh trước, thì mình thấy là một cái xu hướng tăng khá là đẹp của BTC. Thì nếu mà trường hợp nếu mà anh em nào mà đã mua BTC ở những cái vùng giá phía dưới ha, mình cũng đã nói mọi người, nếu mà trường hợp mà BTC nó có rách lên đến những cái mốc như là khoảng là 22.500 ở cái khu vực khoảng tầm này ha, thì mình sẽ đánh giá là một cái xu hướng tăng của BTC. Thì nếu mà anh em nào mà đã mua BTC ở trong những khoảng thời gian đó ha, thì hiện tại thì khoảng tầm là ngày 13 ha, ngày khoảng tầm là ngày 10 ngày 13 đúng rồi, thì hôm nay khoảng tầm là cách đây khoảng tầm 5 ngày ha, thì hiện tại thì mình thấy là nó cũng đã có những sự phục hồi để mình đo xem khoảng là tầm bao nhiêu giá ha, khoảng tầm là hơn 20% rồi mọi người ha, hơn 20% rồi, thì mới 5 ngày mà chúng ta đã có cái biên độ lợi nhuận dành cho BTC ha, mà nó đã khoảng tầm là hơn 20% rồi. Thì nếu mà anh em nào đã lên tàu ở trong những thời gian vừa rồi thì mình có nói cái điểm mà chúng ta có thể vào hàng ha, thì xin chúc mừng mọi người ha. Còn hiện tại thì mình có xem BTC ở trên sàn CME á mọi người. Thì trước đó thì mình cũng đã nói là BTC có hai cái gap đúng không? Một cái gap là ở mức khoảng tầm là 19.000 ha, và một cái gap thứ hai là ở mức khoảng tầm là 28.000. Thì trước đó thì BTC cũng đã về cái lớp gap ở cái mức khoảng là 19.000 rồi. Và hiện tại thì chúng ta đang có một cái gap BTC ở cái mức khoảng là từ 28.000 nha cho đến 29.000. Thì mình thấy là hiện tại thì BTC nó đang có xu hướng là hướng lên cái khu vực này. Thì để mà nói là cái target và TP tiếp theo thì mình sẽ là đặt cái đường giá, gọi là đặt cái TP tiếp theo của BTC sẽ là cái mức khoảng tầm 28.000 nha, trước khi nó sẽ gia tăng lên đến những vùng như là 30.000. Và mình cũng đã nói rồi, thì ở trong những thời gian trước thì mình cũng đã mua BTC ở cái mức khoảng tầm 18.000 đúng không? Và mình cũng định là mình sẽ hold đến chu kỳ sau ha, nếu mà trường hợp BTC nó không có tăng quá mạnh, nếu mà tăng lên đến khu vực khoảng tầm 25.000 thì mình sẽ là vẫn giữ BTC chứ mình không có chốt lời luôn. Thì đó là chiến lược giao dịch của bản thân mình. Còn nếu mà trường hợp BTC ở trong những thời gian sắp tới nếu mà nó tăng lên những mốc khoảng tầm là 28 hoặc thậm chí là 30.000 thì mình sẽ quyết định mình sẽ chốt hết toàn bộ những cái vốn mua của BTC của mình ở mức khoảng tầm 18.000 mà đã mua ha, và mình sẽ chốt hết toàn bộ BTC và mình sẽ nằm hết lại về đô luôn, và chúng ta có thể là chờ kỳ vọng vào một cái đợt tăng giá của BTC cũng như là thị trường ở trong giai đoạn khoảng là tháng 3 đến tháng 4 tới này ha. Thì nếu mà trường hợp mà những thông tin về kinh tế vĩ mô vẫn gọi là đang ủng hộ cho cái xu hướng hiện tại của BTC ha, và mình trong giai đoạn downtrend thì mình cũng đã nói rồi, thì chúng ta không có thể lúc nào mà chúng ta cũng là chiến đấu với thị trường được hết ha, và chúng ta sẽ chọn những chiến lược chơi giao dịch gọi là nó phù hợp với từng cái giai đoạn của thị trường ha. Thì trong giai đoạn downtrend thì chúng ta sẽ phải là thấy con sóng nào đẹp và chúng ta chơi ha, và thấy con sóng nào không còn đẹp nữa và chúng ta cũng sẽ phải là chốt lời dần dần và chúng ta nằm ra hết stablecoin mọi người ha. Thì hiện tại thì mình cũng đã là cập nhật tình hình xu hướng hiện tại của BTC, mình thấy là khá là đẹp ha. Thì mình xin chúc mừng anh em nào mà đã lên tàu tàu ở, khi mà mình ở trong những thời gian trước đó thì mình cũng đã nói cho mọi người cái vụ mua đúng không? Và hiện tại thì mình thấy là cả những cái đồ ăn coin thì đang có những sự phục hồi cũng như gia tăng khá là đẹp ha. Thành em có thể là chọn là long những đồng altcoin khi mà nó hồi về ha, và chúng ta lại long lên. Thì mình xin cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại mọi người những video sau ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.